Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui được lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em thân mến, hai ngày hôm trước tôi có ra một cái clip với cái tiêu đề là leo rank Queen thần tốc 50 trận lên Queen với cái đội hình mất não siêu công nghiệp. Đấy, anh em còn nhớ không? Và sau cái clip đó đã có rất nhiều người thử và thành công. Có thể là không 50 trận lên Queen, nhưng mà cái việc lên Queen nó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đấy, 60, 70 trận thì nó là quá là bình thường. Với các anh em mà bắt đầu chơi từ cái thời điểm bây giờ, phải nói đó là một cái đội hình quá mạnh luôn anh em ạ. Phải nói thật là như thế. Và khó cái đội hình nào mà có thể gọi là đánh solo 1v1 với cái bộ đó. Tôi nói thật với anh em là từ khi mà tôi ra cái clip đấy là người ta không chơi Ngũ Long Hóa Hình nữa rồi. Người ta bỏ luôn. Khi mà người ta biết đến cái bộ Fallen kẹp với cả Insectoid ấy, là người ta chuyển hết sang Fallen kẹp Insectoid. Đấy, một cái line up mà phải nói thật với anh em là đánh từ đầu game đến giữa game đến cuối game, siêu late game đều rất là mạnh. Quá mạnh luôn. Với khả năng là cầm trái trứng, đấy, kích hoạt Insect. Rồi thì những cái con đẻ ra ấy, nó có hưởng được cái sức mạnh của con Fallen. Với lượng đồ con Fallen thậm chí là còn mạnh hơn con Fallen bản gốc. Khi mà cái trái trứng nó tăng đam và tăng máu. Đấy, phải nói là một cái line up là rất là mạnh. Mà nó đã mạnh như thế rồi nó lại còn dễ chơi nữa chứ anh em. Anh em nhớ là cái bộ Insect ngày trước không? Nó rất là khó chơi. Mặc dù là đánh siêu late game nó rất khỏe, nhưng mà cái việc xây dựng nó thì không hề đơn giản. Đấy, nhưng mà cái bộ Fallen Witcher ấy, khi mà nó ra cái con Fallen Witcher kết hợp với cái bộ Insect thì thực sự cái bộ đấy nó đã dễ chơi hơn rất nhiều. Tôi đánh giá là cái độ khó nó chỉ còn một nửa thôi. Nên là tôi thấy là cái bộ đấy nó hơi bị lỗi anh em ạ. Đấy, vì thế nên là trong rank thì nó có hai luồng ý kiến. Cái luồng thứ nhất ý là những người chơi hệ sở farm thì họ rất thích chơi cái bộ đó. Đồ chán thế nhở. Đồ này lại phải random rồi anh em ạ. Ui dồi ôi, ra con này á. Được đấy. Gấu assassin. Thôi thế phải random rồi. Cái slot nào mà nó không có giá trị nhất thì tôi sẽ random. Hay là eco. Có eco không? Mà thôi không eco đâu, nhưng mà chốt đồ thì chưa chốt được. Đồ này chưa dám lấy anh em ạ. Từ từ đã. Biết đâu nó lại gấu lừa anh hiểu không? Cứ phải từ từ bình tĩnh. Cái đao đầu tiên này là thua chắc rồi này. Nhìn là biết là thua rồi này. Có 4 con này cũng không thể đánh được 3 con này. Chỉ hy vọng là giết được một con thôi. Thậm chí là tôi còn không giết được một con luôn. Mẹ. Up cấp lên không giết được con nào luôn. Ảo thật đấy. Khó chịu nhỉ. Mèo à. Hay là cái giáp. Lấy cái giáp thép luôn thì cũng chơi đánh ok ở giai đoạn đầu game thì cũng được. Nhưng mà sẽ phải bỏ 3 assassin ra. Mà bỏ 3 assassin ra thì nó cũng không uy tín lắm đâu anh em. Yếu hơn đấy. Mèo ấy chắc phải lên level 6 mới kẹp được vào. Trừ khi là ra hai con mèo. Ra thêm con mèo nữa cho tôi thì tôi sẽ tạm thời tôi bỏ gấu. Thực ra cho gấu vào giai đoạn đầu game ấy, nó sẽ tăng cái thời gian tích cái phần trăm để ra được cái những cái con gấu tiếp theo anh em ạ. Sau mỗi round ấy mà không ra gấu ấy là nó sẽ được cộng thêm cái phần trăm ra gấu anh em nhé. Với anh em mà chưa biết cái điều đấy. Nên là chúng ta càng cho con gấu vào sớm thì chúng ta càng dễ có cơ hội là câu được con gấu đó. Ui được rồi. Thế thì được. Ờ. Bỏ assassin ra. Tạm thời như này đi. Mèo có đam rồi thì chúng ta không cần assassin nữa. Xác định là đánh chuỗi thắng luôn thì chắc là ghép đồ luôn anh em ạ. Ở đây là chúng ta ghép được cái giáp thép nhá. Ở cái slot thứ 1 và slot thứ 3 là chúng ta lấy được cái giáp. Cái slot thứ 2 có những cái món đồ mà nó khá là quan trọng. Nó có thể là gợi mở cho chúng ta chơi rất nhiều line up. Nên là tôi sẽ giữ lại cái món đồ thứ 2. Cái slot thứ 2. Cái món đồ ở slot thứ 2 sẽ cần phải cẩn thận cái việc chọn. Có rất nhiều cái món đồ chúng ta có thể chọn được. Rồi, tôi nghĩ là như này là ok rồi. Có hai con mèo là ok rồi. Đấy.
Tầm này không cần assassin luôn, chơi mèo luôn. Mèo đam rất to. Đấy, anh em thấy không? Lượng đam đến từ mèo là rất ok luôn. Có thể đánh được chuyện thắng đấy. Từ bây giờ có thể đánh được chuyện thắng đấy anh em ạ. Đấy, ui rồi. Ra ở con gấu này, gấu đá này. Gấu đá nhưng mà chưa đủ tiền up cấp. Lên level 6 cho vào. Từ từ đã. Trong cái trận đấu ngày hôm nay tôi nghĩ là cũng sẽ có người chơi Insect kẹp với cả Fallen thôi. Bộ đấy nó rất là khỏe. Đấy, một trong những cái bộ mà bây giờ khá là bá và nó bắt đầu trồi lên ở trong rank thay cho cái bộ ngũ long hóa hình. Đấy thì vừa nãy tôi có chia sẻ với anh em là có hai luồng ý kiến đấy. Cái luồng ý kiến thứ nhất là của những cái người chơi hệ sở farm. Hai cái con Tuka này phải mua nhá. Quên đấy. Cái luồng ý kiến thứ nhất là của người chơi hệ sở farm. Tức là thế nào? Tức là người ta sẽ sử dụng cái bộ lineup Fallen Witcher kẹp Insect ấy để leo rank. Đấy, khi mà leo rank Queen thì nó đạt được chỉ tiêu rồi thôi. Thì cũng ok đấy. Thì nói chung là cái người chơi cái kiểu dạng đầu tiên ấy thì người ta thấy là leo là mạnh thì người ta chơi thôi. Đấy, và cái kiểu thứ hai, đấy cái luồng dư luận thứ hai đó chính là cái bộ đấy nó làm cho người ta sờ farm nhiều quá nên là người ta cảm thấy là ngột ngạt, người ta không thích. Tức là người ta không thích là cứ vào trong rank là cứ mỗi một trận đấu là lại gặp tới 3-4 ông chơi một lineup. Đấy thì người ta cực kỳ ghét cay ghét đắng. Người ta sẽ có một cái cảm giác ấy, tôi cũng nói chung cái cảm giác của người ta. Đấy chính là cái cảm giác mà nếu mà không chơi cái bộ đấy, không chơi cái bộ mạnh đấy. Cụ thể ở đây là ví dụ như là vừa qua là cái bộ ngũ long hóa hình nhá, hoặc là cái bộ Insectoid ấy. Nếu mà người ta quyết định là người ta chấp nhận không chơi cái bộ đấy thì người ta sẽ xuống hố, người ta sẽ yếu. Đấy thì đấy là cái dạng cái loại thứ hai, tức là những cái người chơi ấy mà người ta tức là người ta cũng không biết chơi gì, người ta cũng chỉ biết cái bộ ngũ long hóa hình hoặc là cái bộ ví dụ như là bộ Insect vừa rồi, cái bộ Insect kẹp Fallen ấy. Đấy, người ta cũng không biết chơi những cái bộ khác mà người ta lại không thích sở farm. Đấy nó lại như thế cơ, tức là người ta không thích sở farm, người ta cũng không thích là sở farm cái bộ đấy và người ta cũng là không biết chơi gì. Thì người ta sẽ rơi vào trường hợp là nếu người ta không chơi cái bộ mà mạnh ấy thì là người ta sẽ xuống hố. Và nếu người ta chơi cái bộ đấy người ta không thích. Đấy cái vấn đề nó là như thế. Thì tôi xin được gửi cái lời nhắn gửi đến các cái anh em mà thuộc cái dạng thứ hai. Đấy cái loại người mà không thích là sở farm và cũng không biết chơi cái bộ gì. Thì anh em hãy xem kênh tôi hàng ngày nha anh em nhá. Trên kênh tôi sẽ có rất nhiều những cái gợi ý cho anh em. Đấy, để anh em có thể là biết được cách làm nào để đấm được những cái bộ đấy. Mặc dù là những cái bộ đấy nó phải nói là nó rất khỏe trong cái thời điểm hiện tại nha anh em nhá. Thực ra ấy, có một cái chia sẻ này mà có thể là các anh em mới xem tôi sẽ không biết, nhưng mà các anh em xem lâu rồi thì chắc chắn là anh em sẽ nhận ra. Đấy là cái việc mà khi mà tôi tung ra một cái lineup nào đấy ở trên kênh ấy mà nó thực sự nó rất bá, có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi đã có cách counter rồi. Đấy. Bởi vì làm sao? Không ai mà tự làm khó mình cả. Anh em phải hiểu là như thế. Tôi là một cái người làm nội dung. Đấy mà khi mà tôi ra một cái clip mà nó là những cái đội hình mạnh quá ấy, mà tôi chưa biết cách counter ấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày hôm sau tôi sẽ không thể ra được clip. Anh em hiểu không? Anh em sẽ hiểu ra cái vấn đề này ngay. Là khi mà tôi đã chia sẻ cho anh em một cái bộ cực kỳ bá đạo, cực kỳ là khỏe và mọi người sẽ sờ farm cái bộ đấy. Thì rõ ràng nhá anh em nhá, tôi đang làm content ở mức rank Queen, là cái mức rank cao nhất ở trong cái trò chơi này. Và chắc chắn rồi, không thể nói là những cái người ở trong cái mức rank này khi mà tôi gặp ở trong rank là những cái người chơi kém được. Không thể nhá anh em nhá. Chắc chắn là người ta sẽ chơi cũng hay vì người ta đang ở cái mức rank Queen. Đấy, không phải toàn bộ 8 ông là mức rank Queen, nhưng mà cũng sẽ có những cái người như thế. Và khi mà tôi làm clip content ở trên kênh YouTube ấy, anh em thấy là toàn top 1 đúng không? Có nghĩa là tôi phải chiến thắng tất cả người chơi ở trong game để tôi giành top 1. Anh em thấy nó khó đến cái mức độ như nào? Đấy, tức là tôi sẽ phải chiến thắng tất cả nhá. Kể cả những cái thằng không phải mức rank Queen và những cái thằng mức rank Queen luôn. Thậm chí là những cái thằng top server. Đấy thì bây giờ tôi chia sẻ những cái bộ đấy để cho nhiều người biết. Thì rõ ràng là cái việc đấy sẽ làm cho tôi là khó cho tôi. Đấy, khi mà tôi vào trong rank có nhiều người ta sẽ chơi cái bộ đấy và làm content nó sẽ rất khó, đúng không? Vâng, anh em cũng phải khẳng định là như thế. Chính vì thế đấy là khi mà tôi ra clip một cái bộ mà nó cực kỳ bá rồi ấy, để cho mọi người sờ farm theo ấy,
có nghĩa là tôi đã biết cách đấm nó rồi. Đấy. Thế là cái việc đấm nó ấy, thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em dần dần nhá. Ở trên kênh anh em chỉ cần là đăng ký kênh và xem những cái video hàng ngày tôi ra, anh em theo dõi từng video một thì anh em sẽ thấy là sẽ có những cái cách có thể đấm được cái bọn đấy, kể cả là cho là bọn đấy nó có quá bá nha anh em nhá. Rồi. Bài này thực sự là tôi cũng chưa biết chơi gì đâu, tôi phải nói thật với anh em là như thế. Tôi chưa biết chơi gì đâu, tôi ra mèo ra, ví dụ như là tôi có thể là chưa phải là assassin mà nó có thể là shaman đấy. Đây anh em thấy là tôi mua cả mếp nhá, các thứ ở dưới này rồi, anh em biết. Tạm thời là vẫn là mèo thôi. Bây giờ nha là phải ra là cái con gấu assassin ấy thì nó mới gọi là chắc chắn là chơi assassin. Hoặc là tôi có thể có được cái chuỗi thắng, sau đó tôi đẩy cấp lên, tôi kiếm được con Sailing, tôi kiếm được con cáo. Còn cái tầm này thì vẫn chưa biết được đâu. Đang tận dụng với con mèo đó. Mà tôi ghép đồ này anh em nhìn thấy không? Tôi ghép đồ này không phải là vì là tôi chơi một cái bộ gì cả, mà tôi chỉ có cái từng đấy đồ tôi ghép thôi anh em ạ. Đấy, tôi chỉ ghép được những cái đồ đấy thì tôi ghép thôi, bởi vì là người chơi hệ chuỗi thắng mà. Nên là đồ mà chốt được cái đồ gì ấy, thì cứ chốt. Đấy, sau này nhá, tôi có nhiều máu. Tôi có nhiều máu đến late game ấy, bọn nó chết ấy, bọn nó rơi đồ sang cho tôi. Thế là dần dần tôi lại ghép, tôi chuyển dần sang cái bộ mà tôi cần chơi. Đấy, nó là như thế. Nó thường là tôi sẽ sau cái round 10 là tôi chốt hết. Tôi chơi hết tất cả các đồ luôn, ghép là lấy hết luôn và ghép hết. Ít nhất là hai món đồ cam, à hai món đồ tím và một cái món đồ tôi lấy ra. Đấy, tức là có 5 món đồ tôi lấy hết. Đấy, còn cái round 15 ấy, sau round 15 thì có thể giữ được một món. Đấy, cái cách chơi của tôi là như thế, tức là sau round 15 thì chỉ lấy thêm một món nữa là được. Đấy, để ghép được là gì? Để có thể ghép được là 3 món tím. Đấy, còn một món lẻ ở ngoài thì có thể chưa lấy. Đấy. Rồi. Trận này cũng chưa biết chơi gì. Thường là cái tầm này tôi sẽ tích tiền. Nếu mà tính cái khả năng mà ăn được cái thằng có chuôi kia thì tôi sẽ xả tiền. Đấy, còn không là tôi sẽ tích tiền. Ở round này nó cho tôi con zipper này là có thể gia tăng sức mạnh đấy. Up cấp và cho zipper vào. Thậm chí là bây giờ không chơi assassin nhá. Bây giờ còn chưa cho assassin vào cơ. Con zipper này nó khá mạnh đấy anh em ạ, nó là con 4 đô. Chúng ta cho vào, chúng ta có cái sự hồi máu đấy, chúng ta có khả năng hồi máu ở trong game khá là khỏe. Rồi, có chuỗi này anh em này. Đấy, có thêm một mèo nữa nhưng mà cái con mèo này thì không chơi anh em ạ. Chúng ta có 4 gấu ở đây là chúng ta sẽ phải là cho 4 gấu vào nha anh em nhá. Rồi. Mèo này thì đương nhiên là tôi sẽ không áp cấp rồi. Tôi sẽ giữ cái con mèo này, hai con mèo nó sẽ khỏe hơn. Bây giờ tôi cũng rất là muốn mua cái con mèo ở trên kia. Ui, thằng kia mất chuỗi kìa. Chán thế, chưa gặp. Bây giờ tôi sẽ phải bán mất con đi để tôi mua con mèo. Bởi vì làm sao cái con mèo này nếu mà nó lên được thêm hai con nữa thì nó cũng rất là mạnh đấy nhá. Bốn con mèo nó sẽ nhảy với nhau anh em ạ. Thôi, tôi sẽ bán cái con zipper đi. Zipper tí nữa tìm lại sau cũng được. Bán cái con zipper đi, không là thọt tiền. Round này tôi cũng không muốn bị trừ tiền. Zipper sẽ sẽ lên khi mà chúng ta có đủ 6 assassin. Nếu mà chúng ta chơi assassin đấy, còn khả năng nếu không chơi assassin thì con đấy nó cũng không chơi đâu. Con đó nó sẽ không chơi. Từ từ đã. Con mèo này chỉ cần hai con nữa thôi là chúng ta đã có 4 con mèo nhảy với nhau rồi. Đấy. Mà chơi mèo ví dụ ra nhiều quá tôi sẽ chơi mèo kẹp với cả, có thể là kẹp với cả cái gì, mèo kẹp gì ngon. Mèo này có thể là mèo kẹp với cả shaman. Ra ăn gấu shaman rồi anh em ạ. Đấy. Đúng thật. Được đấy. Được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Rồi. Nó cho cá này. Bộ này chúng ta có thể kết hợp là 6 cá kết hợp với cả 4 gấu kết hợp với Light Spirit. Ok luôn anh em ạ. Lấy luôn, ôm luôn. Kinh khủng đấy, bộ đấy cực kỳ kinh khủng luôn. Light Spirit với cả con gấu đá nó là co chính. Đấy, 4 gấu kẹp với cả 6 đá. À, 4 gấu kẹp với cả 6 cá kẹp với cả Light Spirit. Anh em biết cái bộ này không?
Dồn đồ cho con gấu đá. Gấu đá lên được 2 sao khả năng cao ấy. Trận này ra được 2 con rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ chơi những cái bộ mà chúng ta có thể clear được nhá anh em nhá. Đấy, bộ đấy là một cái bộ mà có thể clear được. Cái bộ insect cho giai đoạn late game mà chơi được. Rồi. Đồ này không ngon lắm. Đồ hơi chán nhỉ. Ê, cái gì vừa lổ ấy? Con gấu đá của tôi lên được 2 sao rồi. Ôi giời ơi. Cái gì ngon quá nhỉ. Được đấy. Rồi, nhưng mà vẫn câu gấu tiếp anh em nhá. Tội gì mà bỏ ra. Chúng ta giờ chúng ta mạnh rồi, chúng ta vẫn có thể câu gấu được mà. Nhưng mà cái món đồ này hơi lởm. Lấy cái giáp xoay luôn không? Tôi nghĩ là không. Cái món này tôi sẽ giữ lại một chút, đề phòng trường hợp mà ra con gấu assassin nó lại 2 sao thì chúng ta quay xe vẫn kịp. Tương lai là chúng ta sẽ hướng về cái đội hình siêu lết thôi anh em ạ. Đội hình nào mà siêu lết thì chúng ta chơi. Phải chưa? Ôi, gấu đá kìa, nó lăn kìa. Trời, dã man thật sự. Cái món đồ ở trong cái túi ấy thì tí nữa lấy nhá anh em nhá. Như tôi chia sẻ với anh em là cái giai đoạn này tôi không lấy cái món đồ này đâu. Grand Herat kìa. Mua con Grand Herat không? Phải chơi Grand Herat thì mới kẹp được 6 cá. Đấy, 6 cá Grand Herat. Nhưng mà thôi, kệ đi. Chưa cần anh em ạ, chưa cần, chưa cần. Tôi định là lên 8 thì tôi sẽ thêm một con, ví dụ con dơ so này vào. Tăng mana nhanh để bắn trưởng sớm. Rao sau nhá, rao sau lên. Mà thôi cũng chả cần. Tôi nghĩ là bây giờ mạnh rồi ấy. Bây giờ cái con gấu đá này nó mạnh lắm. Mà nó cũng đủ đồ để nó có thể tăng mana bắn trưởng sớm ấy. Chỉ có mấy con mèo là hơi đụt thôi. Vào cái là 30, có 30 mana nhưng mà cũng phải đấm một vài phát thì mới có thể là tung trưởng được. Rồi. Cái lượng đam đến từ mèo và cái con gấu đá nó tôi nghĩ là đủ. Khả năng gây đam mà rất cao. Gặp ngay cái thằng đang eco chuỗi chuỗi 8 này. Chuỗi cộng 9 rồi đấy. Tiền nó nhiều hơn tôi rồi đấy. Cảm giác như là cái đồ ấy, cái tẩu nó đủ mana, chả cần CM. Đánh cứ từ từ thôi, tôi bán CM đi. Tôi thấy là nó vào nó chỉ mất khoảng 5 giây là tung trưởng là được rồi. Đạt yêu cầu. Bình thường là không có đồ mana thì mới cần con đấy anh em ạ. Thôi, bình tĩnh. Tầm này khó mất chuỗi được. Bây giờ mới chưa đến round 21. Bọn nó ở dưới nó chưa xả tiền đâu anh em ạ. Sau round 21 mới bắt đầu xả tiền. Rồi tầm này tôi tự tin là sức mạnh của đội hình là đủ ăn được hết rồi. Đấy, gần như là vào phát là tung trưởng ngay mà. Con gấu đá vào phát tung trưởng ngay. Đấy, mèo thì mất vài giây. Thằng này có con cáo nhưng mà mới 1 sao vô tư luôn. Đấy, cắt chuỗi luôn mà. Càng không? Quá càng. Ra hai con đấy luôn này. Chơi 6 cá được đấy. Rồi, up cấp lên cấp 8 đã. Chơi này chơi 6 cá được đấy. Tự nhiên ra một lúc hai con Siren này. Ngon luôn anh em ơi. Anh em biết tôi nghĩ là cái bộ gì không? 6 assassin 6 cá anh em ạ. Double tất sát. Đấy, tất sát trùng sinh. Anh em nhớ video clip đấy không? Tôi ra rồi đấy. Bộ này cực kỳ mạnh luôn. Nói thật với anh em, đánh siêu lết game. 6 assassin 6 cá anh em nhá. Chuột luôn. Thế là trận này tất sát chúng sinh rồi anh em ơi. Ui dồi ôi, cái bộ đấy thì nói chung ấy là lết game thì nó phải gọi là siêu lết luôn. Chả ngán cái bộ nào cả đâu anh em. Cái bộ đấy nó thiên về xếp bài là nhiều.
anh em chỉ có thể phát huy được cái sức mạnh của cái bộ tất sát chúng sinh ấy khi mà anh em biết xếp bài thôi. Xếp bài chuẩn ấy thì nó sẽ rất mạnh. Anh em phải căn làm nào ấy để cho cái đúng 3 giây ấy là đối tượng, đối thủ ấy nó sẽ tiếp cận anh em, hoặc là anh em tiếp cận đối thủ đúng 3 giây. Nếu sau cái 3 giây hoặc là trước 3 giây thì nó cũng không ok nhá anh em nhá. Nó bắt buộc nó phải là 3 giây và tiếp cận sát vào đối thủ. Đấy, khó là khó cái chỗ xếp bài đó. Đội hình đấy là nó phải phát huy sức mạnh tối đa khi mà anh em xếp bài được. Rồi, để xem là nếu mà tôi chơi cái bộ đấy thì trong meta này thế nào nhá anh em nhá. Mặc dù là cái video gần đây thì tôi cũng chỉ làm cách đây khoảng mấy ngày thôi. Tôi nhớ là tôi cũng mới làm thôi. Cái bộ mà 6 assassin kẹp 6 cá là một cái bộ mà đánh late game, tôi phải khẳng định với anh em là như thế. Đánh siêu late game luôn. Có điều là cái đồ ở trận đấu này thì tôi lúc đầu tôi lại không có dự định là tôi chơi assassin anh em ạ. Thế như lại cái giai đoạn đầu là tôi không có định lấy đồ ở chơi assassin, mà tôi lấy đồ tôi chơi là thực ra là cái bộ khác. Nhưng mà thôi, bây giờ quay xe thì nói chung là vẫn không vấn đề gì đâu, bởi vì làm sao? Bởi vì là chúng ta còn nhiều tiền nhiều máu. Ok. Rồi, áp cấp lên cấp 9 này. Cho thêm con này vào đi. À không, cho thêm con gấu vào này. Đang có Sivet ở đây, chúng ta tận dụng những cái cặp thôi anh em ạ. Ở đây là tôi có Vinh Ngọc là ghép được cái chấm lan này, là chơi được assassin đấy. Đấy, có Vinh Ghép ở đây. Lấy được cái chấm lan. Được. Rồi, ghép cái chấm lan cái đã. Ở đây tôi còn một cái que nữa nhá. Cái que này có thể ghép với gậy gai, hoặc là ghép cái hút máu trừ giáp. Nói chung là đây là một cái món lựa chọn. Khi mà có thằng nó chết thì thằng nào ra món đồ gì thì có thể lấy được. Hút máu trừ giáp cũng ngon. Đợi chút nha anh em nhá, đợi chút. Sẽ có người chết thôi, sẽ có người chết thôi. Tôi còn 100 máu mà. À tôi còn 89 máu cơ mà. Còn lâu tôi mới chết. Vẫn đang như rất khỏe ở đây. Đấy rồi. Lên 10 luôn không? 3 assassin. 22 lên 10 thì hơi phí tiền, 23 lên 10 là hợp lý. Nào sau. Ở đây có con bọ hung này, con thò này. Bây giờ bán con gì nhỉ? Bán chắc bán con bọ cạp thôi anh, chứ còn chả bán được con gì. Sẽ ưu tiên con 4 đô anh em ạ. Cái bọn ở trên bàn cờ thì chưa bán được. Nó đang có chuối anh em ạ. Cá tôi cũng muốn form 6 cá sớm ấy, cái bộ đấy nó mạnh. 6 cá sớm, nếu mà ra được Tsunami thì phát là chúng ta form luôn. Vừa lấy tôi còn nói với anh em là 6 cá kẹp với cả 4 gấu nó cũng có uy tín mà. Đấy, gấu của tôi có gấu đá lên 2 sao rồi, nên là cái việc mà tôi ưu tiên 6 cá trước thì nó cũng ok thôi. Đấy, còn nếu mà xin thì nó phải 2 sao co cơ. Xin 2 sao co thì thôi. Lên 10 đã này. 3 sao xin đã. Khỏe quá nhở. Tầm này mà bây giờ mà lổ tôi con gấu assassin thôi là tôi chuyển luôn sang assassin luôn. Còn mà chưa lổ thì vẫn phải giữ gấu đá làm co thôi anh em ạ. Thực ra bây giờ anh em biết không, cho 3 assassin vào ấy nó không mạnh bằng chúng ta kẹp 2 cá đâu. Tầm này kẹp 2 cá này mạnh hơn. 2 cá là giảm 35% sát thương ma pháp ấy. À, sát thương kỹ năng nói chung. Đấy. Cho vào mạnh hơn. Rồi. Anh em nhìn kìa, con gấu đá uy tín không? Hai lướt của gấu đá đối thủ gần như là bay màu hết rồi. Cho cái bộ cá vào uy tín anh em ạ. Đây rồi, ui rồi, được quá nhờ. Vừa có khống chế nhá, vừa có khống chế này. Lại vừa có giảm sát thương. Vậy là chúng ta giữ chuỗi đến 24 cơ à? Kinh nhờ. Quá kinh luôn. Chỉ có tận dụng mấy cái con mèo và mấy con gấu thì được cho rồi. Không mất tiền mua. Bây giờ tiền của tôi nó là nhiều nhất rồi.
Đến cái tầm này chuối cộng 13 xong rồi lại gấu lại ra kiếm được một đống tiền luôn. Ây à, thằng này giả 2 nhá. Nhưng mà tôi ấy rồi, tôi kẹp cá rồi. Ui mà nó to đấy. Ăn nổi không? Không được rồi. Không được rồi anh em ơi. Càng đấy, càng đấy, càng đấy. Làm sao? Kẹp cá rồi bạn ơi, kẹp cá rồi. Ui giời, chán thế, không ăn được rồi anh em ạ. Nhìn là biết là thua. Còn dù là vẫn xoay được thì là thua. Đấy, căn bản là vừa lấy cái con Silent của tôi nó bị doom anh em ạ. Nếu nó không bị doom khả năng ăn được. Thôi mà thôi không sao. Mất chuỗi ở cái giai đoạn này nó cũng hợp lý. Theo tôi là hợp lý rồi. Cho đỡ bá quá, tôi bá quá 100% màu hết game thì nó bá lắm anh em. Tầm này thế là được rồi. Bây giờ nói chung ấy là tôi có thể chảy cối, tôi vẫn câu 4 gấu vào anh em ạ. Tôi câu 4 gấu vào để cho con gấu assassin nó lên được 2 sao. Đấy. Chảy cối một tí anh em nhá. Trận này nói chung là còn nhiều máu mà. Bây giờ còn 84 máu. Tôi xác định là trước sau thì tôi cũng sẽ mất chuỗi thôi. Đấy, bởi vì là mình vẫn đang có cái tư tưởng là câu cái con gấu assassin. Anh em hiểu không? Không form bài gì cả. À, vẫn cố là để cho 4 gấu vào để câu. Sớm muộn thì cũng mất chuỗi rồi mà. Chén thánh à? Ui giời, đồ hơi chán nhá. Đồ nói chung là chán quá này mất thôi. Ghép thì ghép được mỗi cái tẩu đấy anh em ạ. Trận này chắc ghép cái tẩu. Cái bộ 6 assassin 6 cá ấy, nó không có cái khả năng hồi máu. Thôi được rồi, tôi sẽ chuyển luôn nhá, sang 6 assassin luôn đi. Cái tầm này sau round 26 này là cũng là phải form rồi. 6 assassin kết hợp với 4 cá luôn này. Bỏ gấu à, bỏ con gấu thì chắc là bỏ con gấu đá đó. Mấy cái con gấu đù kết hợp với cả gấu tổ thì có cái hệ Metalist là tôi không bỏ đâu. Cái tầm late game này Metalist nó tín hơn so với cả cái con gấu đá. Có nên lấy cái tẩu này không nhỉ? Tôi vẫn đang phân vân lắm anh em ạ. Ở đây chúng ta ghép được cái kháng đấy. Có ghép được cái kháng nữa này. Ngoài cái chén thánh ra chúng ta có thể lấy cái áo choàng. Chúng ta ghép cái kháng. Từ từ đã anh em ạ. Chưa biết. Đây này, anh em thấy chưa? Đây này, đấy. Fallen Witcher kẹp Insect anh em nhá. Tôi biết ngay, trận nào chả có thằng chơi. Ui đây rồi, ui rồi ôi, nó lại ra đúng lúc. Nhưng mà ra cái round trước thì ngon hơn, để chúng ta test. Thôi được rồi nhá anh em nhá. 6 cá, 6 assassin, trời ơi. Đúng lúc thế chứ lị. Rồi, dọn đồ cho gấu assassin thôi. Tối thượng ở đấy. Thôi chắc là ghép như này, ghép cái hút máu ấy. Cái bộ này như tôi nói vừa nãy là nó cần hút máu, bởi vì là nó không có cái khả năng hút máu anh em ạ. Cái line up này nó không có cái khả năng hút máu. Chúng ta kẹp cá thôi nhưng mà chúng ta sẽ không có khả năng hồi máu, nên là chúng ta cần cái đồ hồi máu. Đấy. Cái dây chuyền kháng ấy thực ra trận này không cần lắm. Anh em biết tại sao không? Bởi vì cái bộ này của chúng ta ấy, nó có rất nhiều cái khả năng khống chế. Đấy, trong cái khoảng thời gian mà ví dụ như chúng ta bị khống chế chẳng hạn, trong cái khoảng thời gian mà co bị khống chế nhá, thì là nó vẫn có thể gây đam được nhờ cái bộ 6 cá anh em ạ. Đấy, khỏe chưa? Khỏe đấy. Ui rồi anh em cả, nhìn cả. Nó gọi là tất sát trùng sinh mà lị. Anh em thấy chưa? Ui rồi, khỏe lắm anh em ơi. Trời ơi. Quá được luôn. Tôi sẽ luôn sai lần đến 3 sao. Rồi, cáo lên 2 sao này. Chơi với Insect Toy thì vẫn để cái con gấu assassin nha anh em nhá. Nó cáo lên được 3 sao chơi thôi, chứ còn bình thường thì vẫn gấu assassin vẫn tín hơn. Đố xét thì tôi không ghép đâu, để lại để ghép cái hút máu trừ giáp. Thêm một viên ngọc nữa là chúng ta sẽ ghép hút máu trừ giáp và chúng ta sẽ ghép là cái giảm hồi máu. Ok. Cái bộ này kể cả không được đấm ấy thì nó vẫn gây đam được, rất khỏe.
sau. Ui rồi ôi, nó tiếp cận là sau. Anh em nhìn kìa, nó bay màu, đối thủ bay màu nhanh không? Trời. Anh ạ, anh ạ. Chú quỷ, chú quỷ, chú quỷ, chú quỷ thì không ăn được. Chú quỷ thì không ăn được. Đó đấy. Ui đây rồi. Cút máu trừ giáp này. Sailing Assassin, quá ngon. Nhưng mà tôi đánh giá bộ này mà chơi Assassin Sailing ấy thì nó cũng không ngon lắm. Ngon là ngon bình thường thôi chứ cũng không ngon lắm đâu. Cái bộ này là cần những cái con co đánh gần anh em nhá. Co đánh gần để áp sát vào. Áp sát đối thủ thì mới gây được đam ở 6 cá. À, chơi Sailing Assassin đánh xa quá thì không gây được hết cái lượng đam đến từ cái bộ 6 cá. Chính ra là cũng không ngon lắm. Nhưng mà thôi không sao, cứ mua xong rồi tí nữa chuyển bài cũng được. Nếu mà kiểu khó quá thì chuyển sang ví dụ như là 6 Assassin 6 cá thì cũng được. Rồi, nói chung là cứ 50 tiền mà roll thôi anh em ạ. Chúng ta có quyền nha anh em nhá. Đội hình mạnh chúng ta có quyền. Yên tâm. Với cái đội hình như thế này thì chả sợ bố con thằng nào đâu. Anh em thấy không? Chỉ cần là căn chuẩn để cái bọn Assassin ấy nó bay ra đúng cái lúc 3 giây nó chạm vào hàng đằng sau là nó bay ra toàn bộ đội hình địch thôi. Khỏe lắm anh em ơi. Đó, muốn tiếp. Ok. Buồn cười trận đấu này nhá. Tôi ra là cái con gấu Assassin 2 sao, cáo 2 sao rồi. Đấy, Siren 2 sao rồi nhưng mà cái con ốc. Anh em nhìn con ốc kìa, nó vẫn một con duy nhất từ đầu game đến giờ để kích hệ đấy. Thế mà cái một cái con đấy nó lại tạo lên cái hệ 6 cá coi như là cực kỳ mạnh luôn. Chỉ một con thôi mà nó thay đổi toàn bộ cái sức mạnh của đội hình. Nếu mà không ra cái con ốc đấy nhá, ở trong cái trận đấu này thì khả năng là tôi bây giờ tôi đang mất rất nhiều máu rồi. Tôi đang rất yếu ở đây. Một con thôi mà nó thay đổi cái cục diện của trận đấu. Anh em thấy là tôi vẫn giữ lại mấy cái con gấu đúng không? Anh em thấy là tôi chưa bán hai con gấu đúng không? Bởi vì rất có thể là tôi sẽ phải chuyển sang cái bộ Metalist kẹp với cả 6 cá đấy anh em ạ. Cứ từ từ đá để xem chơi gì. Trời ơi, chém lan à? Chém lan hay giáp thép nhỉ? Tôi vẫn thích cái giáp thép hơn đấy. Nhưng mà đánh với Assassin thì đánh với cả Insect thì cái chém lan nó lại là một cái mà phải cân nhắc. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái chém lan 2 ấy, nó chém là lan 2 ô. Cái chém lan 1 nó chỉ lan 1 ô thôi. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn là cái sắp thép thôi. Chơi là chơi với nhiều đội hình chứ không phải chơi một mình cái thằng Insect. Anh em nhá. Chúng ta chơi còn nhiều cái thằng khác nữa chứ có phải một thằng đấy đâu. Xui rồi, bây giờ mới ra con ốc 2 này. Con ốc thứ 2 chứ không phải con ốc 2 sao. Bây giờ mới ra con ốc thứ 2. Ồ. Được đấy, được đấy, được đấy. Rồi, từ nha. Con này vào đây thay. Sailing Assassin thì tôi nói từ vừa nãy là nó không uy tín lắm đâu anh em ạ. Con Sailing này nó đánh xa. Tôi cần những cái con đánh gần mà con khống chế thôi. Chứ còn đam thì chắc là con gấu nó làm hết rồi. Này, thằng này khỏe. Ăn được không? Tầm này chưa ăn được anh em ạ. Chưa ăn được. Bao giờ có chém lan 2 thì ăn được. Đồ nó thế giới quá anh em ạ. Có trứng rồi. Có trứng rồng rồi. Không sao, không sao. Cứ bình tĩnh. Tầm này nó vẫn chưa phải siêu late game anh em ơi. Đánh siêu late game thì chưa biết thằng nào ăn thằng nào đâu. Cái bộ mà tôi đang chơi này là một trong những cái bộ đánh siêu late game đấy anh em ạ. Đánh cực kỳ khỏe giai đoạn late game. Solo không ngắn thằng nào đâu. Chẳng qua là chưa kéo đến late thôi. Chưa đủ đồ thôi. Đến late game đủ đồ rồi biết thằng nào ngon nhá. Rồi cứ từ từ bình tĩnh. Tôi chơi đầy rồi tôi biết. Anh em có biết là để mà tôi ra cái clip mà Fallen Witcher kẹp với cả Insect mà up lên trên YouTube ấy, là tôi chơi cái bộ đấy bao nhiêu trận rồi không? Tôi chơi nó rơi vào đâu đấy nó khoảng tầm khoảng 30-40 trận rồi. Tôi gặp chán chê rồi anh em ạ. Gặp Assassin thì vẫn oảng thôi anh em ơi. Đấy, để rồi anh em xem. Assassin khỏe lắm anh em. Mà tôi nghĩ là cái bọn Assassin này thì nó cũng bất chấp meta, nó cũng chả sợ meta nào đâu. Cái vấn đề là anh em có lên được đủ không thôi, có đủ sức mạnh không thôi. Một cái nữa là cái bộ này nó thiên về xếp bài. Đấy, cái bộ Assassin 6 cá nó hơi bị thiên về xếp bài đấy nè.
có những cái lúc mà anh em cần phải là xếp bài chuẩn thì anh em mới ăn được. Đây rồi. Đấy rồi, hút máu trừ giáp ở cái này ngon đấy. Đấy, cái món đồ này là cái món đồ mà có thể quyết định là xem chúng ta ăn hay không ăn này. Bây giờ cần cái chém lan 2 ấy, cái chém lan thứ 2 ấy là xong anh em ạ. Cái chém lan đôi nó sẽ giúp chúng ta chém được 2 ô. Ây da, thằng này căng đấy nhở, thằng này căng đấy, thằng này căng, thằng này căng. 6 đỏ Skeleton Lancer 2 sao rồi. Full bộ luôn. Siren 2 sao, Skeleton Lancer. Có cả Bad Omen. Thế thì quá mạnh luôn. 6 đỏ quá mạnh rồi. Phạm Gia kia khả năng vượt kèo. Bây giờ cái thằng Phạm Gia là cái thằng duy nhất có thể ăn được cái thằng top 1 đấy, cắt chuỗi thằng đấy. Liệu rằng thằng Phạm Gia có thể ăn được thằng top 1 không? Theo anh em thì có thể ăn được không? Tôi nghĩ là cũng mạnh như thế nhưng mà cũng chưa chắc là ăn được đâu. Anh em ạ, cái bộ mà Fallen Witcher kẹp với Insect nó bá đạo lắm. Rồi tôi gặp trước. Tôi chắc chắn là tôi không ăn được rồi. Anh em nhìn thấy Light Spirit 2 sao rồi thì Secret Lancer 2 sao. Siren các kiểu. Ok. 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 Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. À không không không, nó vẫn ăn được tôi. Ôi giời ơi anh em ơi, tôi cứ tưởng là tôi ăn được nó. Trời ơi. Thế mới biết là nó mạnh như thế nào anh em ạ. À. Bộ này nó tí nữa là ăn được nhá, một chút nữa thôi. Ôi giời ơi, ăn được luôn này. Nhìn là biết là có thể ăn được rồi anh em ạ. À. Rồi rôn tiếp này. Siren mà lên 3 sao khả năng ăn được đấy. Trứng thì không đập cho con ấy nha anh em nhá. Tôi đập cho cáo ấy, đập cho Siren thôi. Ui. Từ từ, đập trứng cho cáo. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bán con này đi. Thôi, giải tán con này. Không chuyển sang Metalist nữa. Round này chắc lóc lại nó. Tôi sẽ roll với con cáo 3 nha anh em nhé. Cáo 3 nó mới là chân ải anh em ạ. À. Bộ này là phải chơi cáo 3. Một con tướng đánh gần. Có khả năng clear. Ui, uy tín quá nhở. Thằng này khỏe quá anh em ơi. Nhìn nó đập cho 3 phát là một con đi. Khỏe quá, một đàn full lần luôn cơ. Càng quá anh em ơi, thằng này khỏe quá. Đúng là kiểu nó chân này đấy, meta đấy. Bá quá rồi. Cúi ơi, cái thằng đỏ to như thế kia mà bị nó đấm nó sấp mặt kìa. Trời ơi, anh em thấy chưa, cái bộ nó bá đạo không? Tôi đã nói rồi, cái bộ Insect kẹp full lần bây giờ nó khỏe lắm. Rồi rồi, roll nốt nha anh em nhá, roll nốt đi. Kiếm nốt cái con cáo nữa nè. Một con cáo thôi. Một con cáo thôi. Một con cáo nữa thôi. Ui rồi. Thôi. Hết slot rồi anh em ạ. Đập trứng cho Siren trước vậy. Thế chúng ta dồn đồ cho Siren anh em nhá. Siren 3 sao rồi. Dồn đồ cho Siren đó. Dồn hết đồ cho Siren. Còn lại cái chém lan thì để lại cho gấu. Siren cũng được. Ui không có đồ luôn ở đao này mà. Chán thật sự. Vậy là tôi không có chém lan thì tôi ăn cái kiểu gì đây? Trên rồi còn 32 máu, 36 đến 40 mới có chém lan. Khả năng có chém lan ở 40 cơ. Nhưng mà bây giờ còn 4 rao nữa thì sống nổi không? Rồi ghép cái hack vậy nhá. Chỉ ghép được mỗi cái hack thôi chứ còn biết làm nào đâu. Thôi, ghép được hết rồi anh em ạ. Hết rồi. Cái món này thì từ từ đã. Có thể tôi sẽ lấy thêm một cái hack nữa. Late game thì càng nhiều khống chế càng tốt. Hay là khỏe đấy anh em. Không có thể là khinh địch được đâu. Đối thủ của chúng ta mà một cái đội hình nó rất là khỏe luôn. Ăn được không? Ê này, 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 ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Không. Khó, 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 khó. Bây giờ chỉ làm nào để mất ít máu nhất có thể thôi. Ui, mà cũng không ít đâu. 17 máu. Ui ôi, chết tôi rồi. Không ổn rồi. Tôi cứ nghĩ là nó mất ít máu. Anh ơi, mất 17 máu á. Thế thì rao lửa đi rồi. Thôi, 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 cáo rồi anh em ơi. Ui, may quá anh em ơi. Ra quả trứng này. Trời ơi, thôi, 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 rồi đổi cho cáo anh em ạ.
Cáo nó mới có khả năng clear được, chứ còn con Siren này nó bắn chậm á, không clear được đâu. Phải dồn đồ cho cáo thôi. Món gì nữa? Ui sao lag thế? Đây cái đoạn quan trọng ấy lại lag là sao? Ok, rồi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Lần này thì làm sao? Lần này làm sao? Lần này làm sao? Lần này là được không? Lần này được không? Lần này được không? Lần này được không? Lần này được. Ui giời ơi, cắt chuối luôn này. Ui căng thẳng anh em ơi. Được, kèo này là cân anh em ơi. Anh em thấy chưa? Kèo này cân anh em ạ. Kèo này là cân nhá, kèo này cân nhá. Cần phải xếp bài chuẩn. Cần phải xếp bài chuẩn thôi anh em ạ. Từ từ nhá. Với cái đội hình này ấy, là chúng ta phải xếp bài là phải tách ra. Tách ra anh em ạ. Không nên tụm vào, tụm vào nguy hiểm. Bài này tụm vào nguy hiểm. Tách ra một chút. Để cho con Fallen ấy nó sẽ không có dí được vào cái hàng ở giữa. Ok. Đó. Ok, tách được rồi. Ui lần này ngon luôn anh em ơi, đẩy chết nó luôn không? Rồi ôi anh em ơi, lần này thì nó quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Trời ơi, rồi. Đấm nhau như con luôn, đi ông. Ui trời ơi, 25 màu. Anh em thấy chưa? Nó đã gọi là tối thượng rồi. Vấn đề nó là cái chỗ là cái con cáo nó cầm đồ ấy, hiểu không? Tôi đã nói rồi, chỉ có những cái con đánh gần tiếp cận đối thủ thôi mới là những cái con mà nó gọi là co chân lý ở trong cái bộ này anh em ạ. Double tất sát trùng sinh. Đấy, căng thẳng không? Quá căng thẳng luôn. Nó gọi là double tất sát, hay là người ta còn gọi là tất sát trùng sinh đấy. Trời ơi, quả này nói chung ấy là đúng 3 giây tiếp cận đối thủ nhá, là lỗ là chết một vài thằng, sau đó là sọt cho một phát nữa là chết anh em ạ. Nó mạnh ở cái chỗ tất sát đấy anh em. Rồi ok ok. Mày cưỡng đi. Ồ 9 máu. 9 máu. Ơ nhưng mà có vẻ như round này thua này. Ôi khả năng đi luôn ý. Tôi chết tôi rồi. Ui chán thế. Lọt 4 con này chắc 15 máu không nhỉ. Ui. Ui giời ơi, vẫn còn cơ hội anh em ơi. Ui qua một cái đao quái này. Có cơ hội. Có cơ hội anh em ơi. Vẫn cần. Vẫn cần kèo. Vẫn cần kèo. Vẫn cần kèo. Bây giờ ấy là cái chém lan anh em nhá, cái chém lan chấn phái để tôi clear cái bọn Insect. Chỉ cần cái chém lan thôi. Tôi chỉ cần cái chém lan thôi anh em ơi. Một chọt của cáo ấy là cả những cái con hiến tế lẫn cái con gốc ấy của nó bay hết anh em ạ. Cái vấn đề là chém lan 2 nó tỏa ra được 2 ô anh em hiểu không? Cái sức mạnh của nó là đam thì to thì là đương nhiên rồi. Nhưng mà nó còn chém được 2 ô nữa. Đấy, cái chém lan 1 nó chỉ lan ra là cái ô xung quanh thôi. Ui đây rồi, ui rồi ôi, thế thì được rồi anh em ạ. Có cơ sở, có cơ sở, có cơ sở, có cơ sở. Có cơ sở, ok. Cướp điên luôn này, ui rồi tuyệt vời. Cướp điên cho Siren này. Ok. Rồi xếp lại đội hình anh em nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải xếp cái kiểu khác. Ok, ok, ok. Rồi, ghép lốt cái món đồ này đi, cho Siren này, hóa đá sớm. Bây giờ anh em biết phải xếp thế nào không? Xếp tụm lại để cho bọn nó tụm lại cho con cáo nó chọt. Xếp tụm lại. Thứ nhất là đúng 3 giây là lỗ này. Thứ hai là gì? Cáo chọt là được cái đội hình của bọn địch ấy nó tụm lại. Đấy. Xếp này là ok rồi đấy. Rồi mày bay đây. Mày bay đây. Bay đây. Ok, tụm lại chưa? Rồi, rồi. Ui giời ơi anh em ơi, tôi xong rồi. Xong rồi. Trời ơi anh em ơi, quả này thì chắc chắn là chiến thắng rồi. Trời ơi anh em thấy chưa, tất sát trùng sinh nó có đủ mạnh không? Quá kinh khủng anh em ạ. Lọt cái round cuối lọt tràn bàn luôn. Đấy, để anh em biết là có rất nhiều lineup có thể đấm được cái bộ đấy. Đây là một trong những cái lap đấy anh em nhá, cực kỳ uy tín luôn dạ, lướt game. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu mà anh em chưa biết cái sức mạnh thật sự của cái bộ Insect kết hợp với Fallen Witcher nó mạnh đến cái cỡ như nào anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, cũng là cái lineup đó, nhưng mà chơi theo cái lối là mất lão. Anh em thử xem, tôi nghĩ là nó sẽ giúp cho anh em leo rank quyền một cách dễ dàng lắm đấy anh em ạ. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video.
Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.